Xin chào quý vị và tất cả các bạn. Em xin tự giới thiệu, em là Như Hoa. Em là Văn Ly. Em là Phương Linh. Em là Khắc Tình. Hiện tại chúng em đang là học sinh của trường Trung học cơ sở Dân Hòa. Em rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại quê hương Dân Hòa, nơi duy nhất ở Việt Nam có hai Trạng Nguyên trong cùng một dòng họ. Cậu Trạng Nguyên, cháu Trạng Nguyên, khoa danh đỗ đầu, sáng xanh sử sách, cha tiến sĩ, con tiến sĩ, tám đời quyền quý phúc đầy nhà. Địa linh sinh nhân kiệt, dòng họ Nguyễn Đức một thời trói lọi bia đá bảng vàng với ba đời đỗ đại khoa, trong đó có hai Trạng Nguyên là Trạng Nguyên Nguyễn Đức Lượng và Trạng Nguyên Nguyễn Thiến. Nhà thờ tổ họ Nguyễn ở Canh Hoạt được lập vào thời hậu Lê. Đến nay, khoa tu bổ vẫn giữ dáng vẻ của lần tôn tạo năm 1821 dưới triều Nguyễn với hình chữ nhị. Cổng vào gồm hai cột trụ, trên đỉnh trang trí đèn lồng và bông sen cách điệu. Phía trước là ao bia, bên trong là Trạng Nguyên Tử, thờ hai vị Trạng Nguyên và tổ tiên dòng họ Nguyễn Đức. Nhà thờ họ Nguyễn Đức còn giữ được nhiều di vật quý gồm hai tấm bia đã tạc từ thế kỷ 17, cuốn gia phả, các đạo sắc phong, một số câu đối sơn son thiếp vàng. Nhà thờ họ Nguyễn được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1995. Trải qua hàng trăm năm, truyền thống khoa bảng luôn là dấu son của Canh Hoạt và là niềm tự hào của các thế hệ người dân nơi đây. Cùng với đó, mảnh đất này đã nuôi dưỡng nhiều người con quê hương, đóng góp nhân tài cho đất nước qua các thời kỳ. Nhất bước ông cha, thế hệ trẻ ở Canh Hoạt luôn cố gắng học tập tốt để góp phần xây dựng quê hương. Hàng năm, ở Canh Hoạt luôn có rất nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi hoặc đỗ vào các trường đại học danh tiếng. Học sinh trường Trung học cơ sở Dân Hòa chúng em thật tự hào được học tập trên mảnh đất có truyền thống hiếu học. Chúng em đã và đang tiếp nối truyền thống khoa bảng của địa phương. Đây chính là mạch nguồn quý giá duy trì sức sống và sự trường tồn của làng Canh Hoạt. Không chỉ được biết đến là một mảnh đất có truyền thống hiếu học, nơi đây còn được biết đến là một làng nghề truyền thống lâu đời. Các bạn thân mến, làng Canh Hoạt thuộc xã Dân Hòa nằm trên quốc lộ 21B, ngã tư đường thông thương với nhiều làng nghề nổi tiếng trong cả nước. Với địa hình thuận lợi cho việc thông thương và buôn bán, nhưng từ lâu nay, làng Canh Hoạt được biết đến với hai nghề thủ công chính là nghề làm quạt giấy và nghề làm lồng chim. Ca dao có câu, hỡi cô thắt dải bao xanh, có về Canh Hoạt với anh thì về. Canh Hoạt ít ruộng nhiều nghề, yêu nghề quạt giấy hay nghề lồng chim. Quạt làng Vác đã đạt đến đỉnh cao nghệ thuật. Vào thời xa xưa, quạt giấy chính là một trong những vật phẩm nổi tiếng của vùng quê này dùng để tiến vua. Nghề làm quạt ở làng Vác có từ thế kỷ 18 do cụ Mai Đức Siêu khởi nghiệp rồi truyền cho dân làng. Hiện nay, cụ được dân làng tôn thờ là tổ nghề và được thờ trong đình làng. Với người dân làng Vác, chiếc quạt không còn chỉ là một vật dụng quen thuộc mà còn là ký ức thiêng liêng gắn liền với truyền thống ở vùng quê thanh bình này. Cũng giống như bao nhiêu nghề thủ công khác, hầu hết các công đoạn tạo ra sản phẩm phải tạo bằng tay và các vật liệu được lựa chọn cẩn thận từ những khâu đầu tiên. Theo các nghệ nhân làng Vác, tre được dùng để tạo dáng cho quạt phải là tre già, dễ uốn, được ngâm kỹ lưỡng để tránh bị mốc hay mối mọt. Điều đặc biệt của những chiếc quạt giấy làng Vác chính là nan nhỏ được làm bằng tre. Nan cái được ốp sừng, sừng có nhiều họa tiết trang trí càng khiến sản phẩm trở nên bền đẹp hơn. Tiếp tục công đoạn tạo hình nan quạt, người thợ dùng dao nhọn gọt các nan tre đã kết lại cho thật bền. Sau đó quạt được đóng nhại để giữ cho nan chắc chắn. Nhài là những miếng thép mỏng, hình hoa đóng cố định ở hai bên nan quạt. Một công đoạn tuy đơn giản nhưng không thể thiếu đó là định hình khung quạt. Các nan quạt được dàn đều ra tạo khoảng cách bằng nhau. Từ lâu, họ đã dùng một loại keo tự nhiên đặc biệt đó là quả cậy. Quả cậy là một loại quả giống với quả hồng, quả xanh, thịt cứng và rất nhiều nhựa. Cậy được thu hoạch và mang về giã ngâm với nước để dùng để phất quạt. Keo được làm từ quả cậy vừa bền vừa không độc hại. Đây là một bí quyết đặc biệt của người dân làng Vác. Để có được chiếc quạt bền mà theo các nghệ nhân nói rơi xuống nước cũng không bị hỏng. Trong đình làng Vác vẫn còn một chiếc quạt
bằng lụa được làm từ năm 1760 và nó được coi như là báu vật của làng nghề. Đây cũng được coi là chiếc quạt lâu đời nhất và được cất giữ rất cẩn thận. Cứ mỗi dịp lễ hội lại được mang ra rất long trọng. Trong đình làng vẫn còn câu thơ rằng: quạt nồng nam bắc đông tây, quạt cho hào khí xuân phong trở về. Quạt giấy sau khi phơi khô được trang trí các họa tiết rất độc đáo bằng kỹ thuật châm kim. Hiện nay, ở làng chỉ còn duy nhất một người thành thạo công việc, đó là bà Mai Thị Choi, đã theo cha làm nghề châm kim đến nay khoảng 50 năm. Những chiếc kim đã gắn bó gần như suốt cuộc đời bà. Từng họa tiết bà thuộc lầu lầu bằng những chiếc kim thô sơ tự chế. Các họa tiết được kết hợp với nhau thành hình hoa lá, dòng phượng tung bay, đôi tay như đang thổi hồn cho chiếc quạt. Ngày nay, nghề làm quạt đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức của một nền công nghiệp. Làng Canh Hoạch đã thưa dần người theo nghề, nhưng vẫn còn đó lễ hội làng với nghi lễ rước quạt để tỏ lòng thành kính với người đã đưa nghề quạt giấy trở thành nghề truyền thống. Cùng với nghề quạt giấy, lồng chim cũng là một nghề truyền thống của Canh Hoạch với tuổi đời hơn 100 năm. Lồng chim làng Bắc từng tham dự các cuộc đấu xảo dưới thời Pháp thuộc và luôn đạt giải cao nhất. Ngày nay, lồng chim của Canh Hoạch vẫn được tiêu thụ khắp cả nước và xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới. Nhờ vậy, đời sống của người dân ở nơi đây luôn ở mức khá và có nhiều đóng góp trong việc xây dựng làng quê ngày càng giàu đẹp. Với các sản phẩm làng nghề độc đáo cùng nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, Canh Hoạch giàu tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn của thành phố. Truyền thống uống nước nhớ nguồn là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Người Canh Hoạch cũng luôn sống với đạo lý này. Cứ 5 năm một lần lễ hội làng Vác lại được diễn ra. Đây là dịp để tưởng nhớ công ơn các vị thành hoàng, các vị trạng nguyên dòng họ Nguyễn Đức và đồng thời cũng tưởng nhớ tới ông tổ nghề quạt giấy. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13 âm lịch. Nhìn chung, văn hóa lễ hội làng Vác mang đặc trưng của lễ hội dân gian thuộc nền văn hóa nông nghiệp với tín ngưỡng bản địa, thờ thành hoàng làng. Để tôn vinh công trạng của các vị thánh từ những thời khai hoang, lập ấp, ổn định cuộc sống, phát triển nghề nông và nghề thủ công mỹ nghệ. Đồng thời nhằm tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa, dân tộc và để thỏa mãn nhu cầu tâm linh của người Việt xưa và người làng Vác ngày nay. Đây là một nét đẹp đặc trưng của người Canh Hoạch. Xin mời quý vị và các bạn yêu thích du lịch và khám phá hãy đến quê hương Canh Hoạch của chúng em.